chào cả nhà yêu, Vinh Lê xin chào cả nhà yêu. Vâng, lời đầu tiên Vinh Lê và Nguyễn Đời xin gửi tới Chủ tịch Trần Thêu và Chủ tịch Trần Út, các phó chủ tịch, ban quản trị và các thành viên trong câu lạc bộ Hát Lên TV một lời chào chúc mừng năm mới. Chúc tất cả mọi người sang năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc câu lạc bộ của chúng ta ngày càng phát triển và bay thật xa hơn nữa. Dạ vâng, hôm nay Vinh Lê và Nguyễn Đời rất là vui được sự nhất trí của chủ tịch được lên sân khấu giao lưu trong buổi tối ngày hôm nay. Vinh Lê và Nguyễn Đời rất mong nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả. Vinh Lê và Nguyễn Đời sẽ gửi tới cả nhà yêu bài hát Xuân Này Con Không Về. Chào anh Nguyễn Huấn.